các vùng miền khác nhau. Bắc Trung Nam gì em đi đến nơi và em có thể qua nhập. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượng hoàng chân chính. Phượng hoàng chân chính hả? Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Tố Như, năm nay em 26 tuổi. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh mỹ phẩm tự do. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào khán phòng và chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân chào và em. Chào nhà nữ. Em tên là Quách Minh Lĩnh, mọi người hay gọi em là A Lũ. Em năm nay 27 tuổi, quê quán gốc em là ở Cà Mau. Em sinh sống và làm việc ở Tân Bình được 10 năm. Em làm cái gì? Dạ em làm quản gia của một tiệm độ và sửa chữa xe máy. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ em thì điểm mạnh của em chắc là hiền, ít nói. Em thì em thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Dạ sạch sẽ, và em thì cũng thích sự độc lập. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em thì chắc là em không khéo tay lắm. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Không ngon. Bạn Lĩnh ơi, bạn Lĩnh. Dạ em nghe chị. Bạn Lĩnh thấy sao? Tố Như bên đây có tâm sự vậy đó. Dạ em thấy thì những cái mà bạn gọi là khuyết điểm của bạn thì em có thể là tạo nên cái ưu điểm để lấp cái khuyết điểm đó của bạn được. Trời hay chưa? Quá bản lĩnh luôn. Còn bạn? Dạ ưu điểm của em là em rất là kỹ tính và em hòa đồng với mọi người, có thể kết nối mọi người từ các vùng miền khác nhau. Bắc Trung Nam gì em đi đến nơi và em có thể qua nhập. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượng thủ chân chính. Phượng thủ chân chính hả? Dạ em thích đi phượng thủ. Còn những người phượng thủ không chân chính là sao? Dạ em có thể nói là tự tin là mình đi đến đó là mình không làm ảnh hưởng dân cư ở khu vực đó và mình giữ vệ sinh chung, nhất định không bao giờ xả rác tại nơi mình dừng chân. Tố Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó dạ. Là đó một dạ. Cái hộp rồi đó nghe. Em có xả rác hay là giữ gìn môi trường khi mà mình đi phượt không? Dạ không, em không thích xả rác, em thích bảo vệ môi trường. Thấy chưa, hai cái hộp rồi đó. Em có mấy mối tình rồi Lĩnh? Dạ em có được 3 mối tình. 2 mối tình lúc hồi cỡ tầm 18-19 tuổi. Còn một mối tình gần đây nữa là lại chia tay. Mấy năm? Dạ mối tình quen được 6 tháng. Nhưng mà cái lý do gì để em chia tay 3 mối tình vậy? Dạ 2 mối tình đầu thì lúc thời mình còn mới học đại học thì vì điều kiện vật chất. Còn cái mối tình cuối cùng? Còn mối tình sau này đó là do vì cái gia đình cấm cản thì cái ngoại hình em tương đối không được đẹp mấy. Ngoại hình em thấy đâu có gì đâu không đẹp. Dạ người ta nói chê là da đen. Vậy hả? Vậy là em bộc lộ rồi đó, ở bển là da đen. Còn Tố Như có thích da đen hay không nhỉ? Dạ em thì da màu nào cũng được. Da màu nào cũng được đúng không? Tình trường của em sao? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, ông thấy chưa? Ông A Lũ bên đây người ta chưa có mối tình nào kìa. Tại sao vậy Như? Dạ chắc một phần mình cũng khó tính á. Dạ với lại là em tập trung công việc nhiều quá, mình chưa có thời gian mà đi tìm hiểu các bạn nam nhiều. Tức có nghĩa là có người tìm hiểu em mà em không thích, hay là vì hay là chưa có một cái sự gì mà. Dạ trước đây thì cũng có người tỏ tình rồi. Dạ nhưng mà kiểu em không thích những bạn nam họ tỏ tình nó hơi sổ sàng và hơi vòng vo. Em thích sự thẳng thắn rõ ràng. Nếu mà mình thích hoặc là mình muốn tìm hiểu thì mình nói thẳng luôn. Rồi bây giờ mình cho biết được cái mẫu hình lý tưởng của mình đang hướng tới là gì hả Lĩnh? Dạ em thì tuy em không cao mấy nhưng em thích cái mẫu hình bạn nữ là cao từ trên 1m6. Trên 1m6. Dạ da trắng hoặc ngâm được, tóc tóc tầm gì? Ngang vai trở xuống. Tóc ngang vai hả? Dạ tóc ngang vai hả? Hoặc dài hơn xíu chứ không quá ngắn ạ. Dạ, chào em, nói nghe nè cưng, bây giờ chị đố em nha, em tưởng tượng xem cái cô Tố Như bên đây cổ đúng như là cái mẫu hình lý tưởng của em không? Dạ tên Tố Như thì rất là dễ thương. Em thấy tên hay. Em phải tưởng tượng những cái gì nãy giờ bạn chia sẻ đó. Dạ cái hình dung đó thì em cứ xin phép giữ trong đầu em để tí mà khi mà được nhìn mặt nhau để em không bỡ ngỡ quá về cái hình dung à. Vậy hả? Để coi đi, để xong hỏi Tố Như. Coi mắt đàn gái Tố Như coi. Gì chưa bạn? Lạ chứ. Trời ơi, độc lạ đó. Độc lạ đó. Trời, tóc dài quá ta. Bây giờ Như đi. Dạ. Như tưởng tượng cái bạn bên kia có giống như cái hình mẫu của Như không? Như thích mẫu đàn ông như thế nào? Dạ, em thích mẫu đàn ông dịu dàng, tinh tế, ga lăng. Ủa, em thích đàn ông dịu dàng hả? Dạ, tại vì em nghĩ em cũng khá là cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà đàn ông dịu dàng là mệt lắm à. Dạ, sẽ có người đàn ông dịu dàng. Nhưng mà em thích kiểu đó đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi Vân. Đúng rồi. Lĩnh, gia đình của Lĩnh, Lĩnh đi với ai Lĩnh?
Dạ, xin chia sẻ với anh và chị, với bên gia đình bên bạn nữ là gia đình em là khi nghe tin em bắt đầu được lên sóng thì rất là mừng, chuẩn bị đi, nhưng cuối cùng mẹ em bị bệnh nặng nên cha rồi với anh chị em ở nhà tập trung lo cho mẹ. Ồ vậy hả? Em mới di chuyển từ Cà Mau lên đến. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Thôi gửi lời thăm mẹ, mong mẹ mau hết bệnh ha. Mau sức khỏe. Rồi yên tâm đi, có khán giả bên cạnh em. Bây giờ đàn gái. Em đi dạ, hôm nay thì em đi với mẹ và với một người bạn của em. Chào mẹ. Chào cô. Dạ, xin chào hai MC dễ thương Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào cô. Dạ, em là mẹ của Tố Như. Nói chung Tố Như là con út trong nhà, có cá tính. Cá tính nhưng mà cá tính dễ thương, nói chung là không có mất lòng ai, bạn bè cũng như người thân. Dạ. Riêng mẹ thì mẹ thấy em trai bên này cũng được, có một số các tính cách cũng hợp với con. Thì mong sao là hai con sẽ tạo điều kiện cho nhau để có cơ hội đến với nhau để tiến xa hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ rất là khúc chiết luôn á. Mẹ nói chuyện rất là khúc chiết luôn. Con cũng cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Xin chào. Bắt đầu không? Ngỡ ngàng không? Dạ, em thì hôm nay có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ, cảm ơn. Để đáp lại cái món quà của em là anh có tặng một vỉ sô-cô-la. Em cảm ơn anh nhiều. Tuy nó đen nhưng là nó sẽ ngọt ngào giống như anh. Dạ, em cảm ơn. Như tặng quà cho Lĩnh cái gì đó. Lĩnh dạ. Coi coi. Dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưng là. Cái gì vậy? Em tặng bộ dao cạo râu ạ. Ủa nhưng mà Lĩnh có râu không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ, Lũ ít râu. Dạ, cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Vậy là hình như là Tố Như em tặng lộn rồi hay sao? Em mới tặng Quyền Linh. Dạ, tại vì thật ra là em thích bạn trai là có đôi quai nón. Đó, trời, dạ, Quyền Linh là... Trời ơi, chết rồi. Em thì cũng có được chút chút ạ. Chút chút hả? Với lại em xin chia sẻ là em rất thích để tóc dài. Cái cá tính của em là rất thích để tóc dài. Mong là nếu có được đến với nhau thì mong bác mẹ nhà gái chấp nhận ạ. Tức là đừng bắt em cắt tóc ngắn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhà gái người ta thích để tóc ngắn, làm ơn đừng bắt người ta để tóc dài được chưa? Dạ, em cũng thoải mái trong chuyện đó. Dạ, tại thực ra thì em cũng khá là thích con trai lãng tử một chút cho nên tóc dài thì cũng không sao. Rồi. Rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi cưng. Rồi, quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào? Trao đổi với nhau đi. Em xin chia sẻ trước là quan điểm tình yêu của Lũ là rất là đơn giản. Chỉ cần hiểu chuyện với nhau, hiểu cách sống của nhau. Nhưng cái thời gian làm của em thì thời gian ban ngày chiếm rất là nhiều. Nhưng một tuần có thể em tranh thủ đi chơi được một ngày ở đầu tuần hoặc giữa tuần. Cuối tuần không bao giờ em đi được. Tại sao vậy? Cái công việc là cuối tuần lại không đi được? Dạ, công việc cuối tuần của em là ngành dịch vụ thì rất là đông khách vào dịp cuối tuần. Dạ, tại vì em cũng tự kinh doanh cho nên là nó cũng khá là bận. Nếu mà em có thể theo lịch của anh cũng được. Tại vì thực ra một tuần em cũng có thể dành ra khoảng được chừng nửa buổi hoặc một ngày. Dạ. Còn về của em thì em nghĩ là khi mà mình tiến tới tình yêu thì mình sẽ là những cái sự bù trừ cho nhau. Và mình cùng nhau có những cái điểm chung và những cái điểm riêng. Mình sẽ dựa trên những cái điểm riêng đó để mình bồi đắp mối quan hệ. Và em nghĩ là sẽ tìm được tiếng nói đồng điệu lâu dài. Khi mà nói được câu quy lực bù trừ là Lũ rất là vui mà. Anh cảm thấy mình có nét tương đồng rồi. Dạ. Lũ mong sẽ có được cái cơ hội để tìm hiểu Tố Như nhiều thêm. Mắc mớ cái tay để gì hoài vậy? Tay để. Người ta dịu dàng mà vấn. Chứ dịu. Các bạn có thể chia sẻ với nhau về tương lai. Thì sau này khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được. Và khi kết hôn thì có quan điểm về con trai, con sinh con gái, mấy đứa thế nào. Trao đổi với nhau đi. Em thì nếu mà được thì chắc khoảng 2 năm nữa thì có thể em sẽ kết hôn. Và gia đình thì có một nam, một bé trai, một bé gái là đẹp. Em dễ lắm, cứ chiều theo ý bạn nữ. Cũng đang mong muốn có một người con dâu cho mẹ. Còn nếu anh có thể nấu ăn không anh? Về nấu ăn thì hơi bị khéo. Ở nhà tới 18 anh chị em thợ thầy làm xe ha. Anh là nấu ăn cho 18 anh chị em đó. Trời ơi, quá dữ luôn. Và quản lý cả giấc ngủ, giờ thức.
quản gia là chỗ đó. Tới giờ ngủ là kêu tất cả tắt đèn đi ngủ, tắt điện thoại đi ngủ. Ở đây em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng là khi mà bước chân vào công việc em rất là gần. Nói chuyện với bà chứ không phải nói chuyện với tôi mà xưng em hoài. Mình 27 tuổi, anh ta mới 25 hà. Anh mạnh dạn lên, anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Vô công việc không có dẫn mặt với anh được nha. À, thưa chị là tại vì em nghe nó quy luật bù trừ thì bạn Tố Như mạnh mẽ thì em xin làm dấu trừ ở đó cho bạn Tố Như được làm cái dấu cộng. Trời ơi, hay quá vậy ta. Trời ơi, thiệt á. Trời ơi, nhận ông khéo miệng với sợ luôn á. Rồi Linh hát bài nào tặng cho Như đi. Em thấy Như thì có đôi mắt đẹp, em không hát không hay, nhưng em thấy đôi mắt Như như là một cung chứa góc cả bầu trời nổi tiếp với hàng mi, rất là dễ thương. Bình thơ về đôi mắt của Tố Như. Dạ. Như sao Như? Dạ em hát cũng tạm tạm, nhưng mà cho nên là em cũng hát một bài. Ừ. Dạ em sẽ hát bài Thương của Lê Cát Trọng Lý. Wow, đó. Chắc là mê Lê Cát Trọng Lý nè. Không, chắc rất là Lê Cát Trọng Lý luôn. Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn xây tình tranh vênh. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện, sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. A Lũ nhìn cá tính bên ngoài của Như, A Lũ rất thích. Như thì nói chuyện thì cũng nghe hay. A Lũ mong là mình có thể có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có tin coi bói không anh? Anh tin. Em thì bình thường không tin lắm, nhưng mà cách đây một tháng thì em có đi coi bói. Thầy bói nói là năm nay em sẽ có người yêu. À. Wow. Rồi, như thế là đủ. Đủ để chúng ta cảm nhận về nhau rồi ha. Các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là để chúng ta tiến tới hẹn hò và những gì xa hơn nữa các bạn nha. Chuẩn bị 3 2 và quyết định 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi nào. Thì cái cặp này bấm nút là tôi với ông phải bắt tay nhau một cái nè. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ trước mắt của mẹ bạn gái, trước mắt gia đình mình đang xem ở Cà Mau, trước mắt hàng triệu khán giả, em hứa điều gì đi ha. Và xin bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, con hứa điều gì đó. Dạ. Con xin chào bác gái. Con tuy ngoại hình con không được đẹp lắm, nhưng con biết làm ăn và con cố gắng. Nếu con xin phép bác được hẹn hò với Tố Như, con sẽ xin phép bác nhiều hơn nữa để đưa Tố Như đi qua những nơi con đã từng qua mà không có Tố Như. Trời ơi, văn phong ông mỹ miều lắm chứ bộ. Trời ơi. Mẹ đang xem, mẹ đang bệnh gì đó. Con hy vọng là hôm nay mẹ đã nhận được con dâu tương lai. Qua đài này con cũng mong là mẹ sẽ bình phục. Con báo với mẹ một tin là con đang bước được một chân đến cửa nhà cô con dâu tương lai. Trời ơi, tiếng ghét không, tiếng ghét. Bây giờ Như nói với mọi người cái đi Như. Như cảm, dạ. Cảm nhận như thế nào trong giây phút này? Dạ thì trước hết thì con cũng mới nghe tin từ anh là bác gái cũng đang bị bệnh. Thì con cũng hy vọng là khi bác coi được chương trình này thì bác cũng sẽ mong chóng khỏi bệnh. Con cũng cảm ơn bác vì đã cho con và anh có cơ hội và cũng như gọi là cái duyên được gặp mặt nhau. Dạ, và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để cho hai đứa em có biết được nhau và gặp mặt nhau hôm nay. Rồi. Một nụ hôn đầu tiên trong chương trình. Bùi Phân. Cô ấy cũng chưa bao giờ hôn ai lần nào. Đó, chưa chú... có ai đụng được má cô ấy đấy. Đó, chú chuẩn bị gỡ bụi phấn xin, đi. Xin bác. Dạ, con xin phép bác. Anh đấy. Xin phép em cho anh hôn tay trước nha. Không. Thì từ từ hôn lần lần lên á, hôn lần lần. Từ tay cho tới má. Hôn má đàng hoàng. Má mới được. Ôm chặt vô hôn má, A Lũ. Anh cứ tự nhiên. Chặt vô, từ từ. Cái nữa. Hai cái là nhiều quá lời. Hả? Nhiều quá lời lắm. Hai cái lời rồi hả? Dễ thương. Rất là nhẹ nhàng.
Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bạn đánh cái son này bạn sẽ bật cá tính hơn nữa. Nhãn hàng Findeli cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ, hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh. Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc mừng các bạn nha.